Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục review cho các bạn về dự án Chirua. Đây là một dự án mà hôm trước mình có nhận định nó rất tiềm năng. Đối với video hôm nay sẽ review cho các bạn về đó là bản wallpaper dự án. Các bạn hãy tích vào đây để nó nhảy sang tab này. Đối với dự án này thì bắt buộc các bạn phải nhập email của bạn vào đi nhá. Sau đó sẽ có phần đó là download wallpaper. Thì mình đã vừa có download xong. Thì đây là bản Chirua wallpaper của dự án. Cái bản wallpaper này thì dài khoảng 20 trang. Đầu tiên, đó là về phần mục lục của dự án. Đây phần mục lục của dự án nha các bạn. Đó. Về thông tin giới thiệu về Chirua là gì? Chirua sẽ được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp thương mại điện tử hiện đại và người tiêu dùng mong muốn. Hiện nay người tiêu dùng đang mong đợi một giao hàng được cá nhân hóa, liền mạch, nhanh chóng, giá cả phải chăng và an toàn cho các giao dịch mua trực tuyến của họ. Chirua cũng là một đề cập đến sự thiếu hiệu quả và tắc nghẽn hiện tại trong thị trường chuyển phát nhanh này, cho phép các công ty hậu cần và giao thông tận dụng tốt hơn đối với công suất dự phòng. Với ứng dụng Chirua sẽ trao quyền cho người mua sắm trực tuyến và doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn nhu cầu vận chuyển của họ và đạt được thỏa thuận tốt thông qua công cụ so sánh giá được tích hợp sẵn. Đối với phần thông tin, đó là về việc phân phối và thực hiện cài đặt này trên nhiều cửa hàng trực tuyến sẽ được sắp xếp giao dịch mua tại thời điểm và vị trí thuận tiện nhất với thời gian thực, tính năng theo dõi dặm cuối cùng. Công nghệ blockchain thì sẽ được phân cấp hợp đồng thông minh và Chirua token. TRV kép là cốt lõi cho nền tảng quản lý phân phối Chirua và mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và người giao hàng, với cách thỏa thuận minh bạch và để chỉ đạo thanh toán ngay lập tức. Với mô hình Chirua, đây là với mô hình Chirua này, đó, theo dõi và yêu cầu giao hàng với thời gian vận chuyển ở thời gian thực, Chirua sẽ cho phép bất kỳ ai có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng kiểm soát về nhu cầu vận chuyển của họ để vận chuyển những gì mà họ cần. Thứ hai, đó là tính an ninh và minh bạch khi sử dụng hợp đồng blockchain. Thứ ba, đó là về phần tăng trưởng và tầm nhìn của dự án. Nhiệm vụ của Chirua rất rõ ràng, đó là lựa chọn ưu tiên cho các doanh nghiệp thương mại SME và khách hàng của họ ở khắp châu Âu. Thứ tư, đó là tính năng điều khiển chuyên nghiệp. Sáu, khả năng xem xét chuyên nghiệp. Thứ bảy, đó là tạo tác động môi trường và giảm CO2. Thứ tiếp theo, đó là thách thức mà Chirua sẽ phải đối mặt. Ở dưới đây, đó là về cái phần đó là thông tin về cụ thể về size và sự phát triển tương lai. Năm như xem ở đây sẽ có sự so sánh từ năm 2010, năm 2016 đến năm 2020. Này năm 2010 thì về phần đó là B2B chiếm 74%, sang năm 2016 chỉ còn 57%, sang năm 2020 sẽ chỉ còn giảm đó là 46%. Vì vậy nó sẽ phát hành vận chuyển tăng lên của B2C từ 15% lên 28% và dự đoán năm 2020 sẽ tăng lên 35%. Vì vậy đối với thị trường chuyển phát nhanh như thế này, với công nghệ kết hợp giữa B2C và C2X sẽ tốt hơn, sẽ phát triển hơn. Đây là về mục sơ đồ hoạt động của lĩnh vực này. Mọi người có thể mua hàng trực tuyến ngay và sẽ có phần giao hàng. Về những phần thông tin Chirua Solution. Đầu tiên đó là đối với phần thông tin Solution của dự án. Hiện nay thì dự án này sẽ có thách thức người mua sắm điện tử hiện đại đã nâng cao kỳ vọng cho việc phân phối của họ, giao hàng trong ngày này, theo dõi trong thời gian thực, cửa sổ phân phối ngắn được chỉ định, bộ sưu tập sẽ được trả lại và các tùy chọn phân phối khác cũng sẽ có áp lực giảm giá, trong khi các nhà bán lẻ như Amazon đã chấp nhận các dịch vụ như vậy thì đây không phải là trường hợp nói chung. Từ phía cung thì sẽ có sự thiếu hiệu quả lớn, bao gồm dư thừa, đặc biệt đó ở giao hàng dặm đầu tiên và cuối cùng, thiếu tích hợp, tổn thất từ trộm cắp, theo dõi yếu kém và thiếu linh hoạt. Với mô hình Chirua thì Chirua sẽ thu phí
từ 5 cho đến 15% tổng doanh thu phân phối, và công ty tin rằng chỉ với 1% thị trường giao hàng sẽ mang lại doanh thu 37,5 triệu euro, mặc dù thị phần cao hơn nhiều là mục tiêu. Ban đầu thì Twitter sẽ triển khai phần nền tảng của nó ở Scandinavia, Anh, Tây Ban Nha và Đức. Tiếp theo, đây là một công nghệ của dự án. Công nghệ đó là dựa trên Ethereum EC20 với hợp đồng thông minh. Đây là mục so sánh giữa phần thông tin. Đây là phần đánh giá nhận định trong tương lai của dự án. Tiếp theo thì sẽ là đến lộ trình của dự án. Roadmap của dự án nhé. Dự án này được thành lập tại Na Uy vào năm 2016. Sang năm 2017, kế hoạch công nghệ và kinh doanh được phát triển với thử nghiệm beta đầu tiên diễn ra trong quý 1 năm 2018. Việc bán mã thông báo cá nhân hóa sẽ được bắt đầu vào tháng 5 năm 2018. Và ICO sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2018. Đối với tháng 7 năm 2018, TRVK sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chính. Đây tháng 7 nha. Tháng 8 sẽ ra mắt đầy đủ ở Scandinavia. Quý 4 năm 2018 sẽ ra mắt tại các thành phố lớn ở châu Âu. Sang quý 2 năm 2019 sẽ có mua lại liên doanh. Quý 3 năm 2019 sẽ có phần dữ liệu lớn và tích hợp INI. Sang năm 2020 sẽ mở rộng dự án sang Đông Âu. Dưới đây đó là đội ngũ của dự án. Ông Per Heeren phụ trách về phần quản lý dự án này. Đây ngoài ra còn có đồng sáng lập COO và đó là ông Thomas và cô Kim Abrahamsen, cũng là đồng sáng lập và phụ trách về quản lý sale. Ngoài ra còn có rất nhiều các thành viên khác của dự án. Và đây là đội ngũ cố vấn của dự án như ông Michael Stuck này, Kedorie. Về chương trình TRV kép token và đợt close sale, đây là những thông tin chính. Việc bán trước ICO sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 5 và chương trình giảm giá cho đám đông bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2018. Short cap của dự án này là 5 triệu đô và hết cap của dự án sẽ là 25 triệu đô. Ký hiệu mã thông báo là TRVK Ethereum 20. Tổng số mã thông báo sẽ là 1 tỷ token. Mã có sẵn để bán là 350 triệu. Một TRVK bằng 0,08 đô, tiền thưởng sẽ từ 15 đến 25%. Dự án này thì chấp nhận thanh toán Ether và Bitcoin. Trên đây là những thông tin về dự án Twitter dựa trên bản review của White Paper. Cảm ơn các bạn lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.